Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào ba. Ngồi xuống, ba quay cho. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mẹ mình đã tải game học tiếng Anh cho mình nha. Thay vì ở nhà chơi nó hơi phí thời gian, mình sử dụng điện thoại nó hơi phí thời gian, thì mình mua nha mọi người. Tại sao mình chọn giải pháp là mua? Tại vì khi mình mua thì mình mất tiền, mà mất tiền mình sẽ tiếc, mà mình sẽ học nhiều hơn, và khi học nhiều hơn thì mình sẽ giỏi hơn. Từ từ cho mà đây, quay lại đây, có từ từ con này để cho mọi người xem nha. Đây là cái chương trình thứ nhất này, nó tên là gì con? Đây này, nó tên là gì? Monkey Junior. Mình đây này, cái này đúng rồi, Monkey Junior. Monkey Junior, cái này là mình mua 500 hay 600 ngàn vậy mọi người một năm nhé. Còn cái này là gì con? Nó tối rồi. Còn đây hả? Đây là Monkey Story. Monkey Story, cái này là mua thêm khoảng 1 triệu nữa nha, cái này mắc hơn nha. Đó, tổng cộng cái hai cái này là 1,5 triệu. Khi mình bỏ tiền ra thì mình sẽ còn đây là Monkey Smash. Cái này là được tặng thêm, khi mua hai cái này thì được tặng thêm, còn mua một cái thì không được. Rồi bây giờ Gia Hân tự học mà cho mọi người xem ạ. Bạn học bởi nha. Đá cho Hân không? Từ từ. Chú vô học chung này. Để chị hai giới thiệu cho mọi người mà. Fish. These fish have bright colors. Đó, ok. These fish have bright colors. Rồi cái đó là mình giới thiệu sơ qua nha. Rồi cái thứ hai, cái này. Cho con học sôi bà. Dạ bị mà. Ấy nó bị lát nha. Nó bị mạng hơi chậm hả? Nhưng mà cái này hồi nãy mình học xong rồi. Này nó bị lag hả? Bây giờ sao ta? Congratulations. Rồi, okay. You finished the lesson. Lại nữa rồi. Lại gì nữa? Congratulations. Bây giờ này mọi người sử dụng mạng internet nhiều quá nên có thể tốc độ nó hơi chậm. Rồi, Gia Hòa, con có thích học chương trình tiếng Anh này không? Có. Tại sao lại thích? Mà con cứ học sơ sơ giống chị Hà. À. Từ từ giờ học chung với Hà. Gia Hòa, con thích học chương trình tiếng Anh này không? Dạ có. Học chung với chị Hà. Tại sao con lại thích? Chị tại sao con lại thích học chương trình tiếng Anh này? Đây hả? Ok. Rồi bây giờ đường này nè. Cho mọi người xem nha. Dạ qua. Đọc hiểu. Cái là activity 1, learn the numbers. Này dành cho tuổi dưới 12. Hoặc là mời những người nào mới bắt đầu. Mỗi lần học chỉ nên từ 30 phút trong rồi nghỉ nhé, để đỡ hại mắt. Đó, một công đôi chuyện, vừa chơi vừa học tiếng Anh. Nếu mà ngày nào cũng được như vậy thì sau 1-2 năm thì trình độ tiếng Anh sẽ được tốt hơn. Mình thấy cái kỹ năng phát âm của hai con mình cũng tốt hơn tụi mình ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa cái thời tụi mình đi học nó không có những cái cô giáo phát âm cũng không đúng nữa, nên mình học học tiếng Anh cốt yếu để giao tiếp với người nước ngoài để người ta hiểu. Còn đây ngày xưa học là để thi thôi, người Việt nói với nhau để hiểu với nhau thôi, thật là uổng. Đâu Gia Hân thử phát âm cho mọi người xem coi. Thì ai có những cái chương trình tiếng Anh nào hay thì có thể comment dưới để mọi người cùng học hỏi nha.
cái này thiên về chơi nhiều hơn á. Cái đầu tiên con mở cái đầu tiên con phát âm cho mọi người nghe coi con. Cái đầu tiên gì vậy? Cái thứ hai á, mở cái phần mềm thứ hai. Cái này học đâu đọc. Cái này cho học miễn phí một số bài trong vòng thời gian 7 bài miễn phí nha, có thể tải thử về sử dụng cho mọi người. Rồi bye bye nha, hy vọng mọi người sẽ tận dụng tốt cái thời gian rảnh rỗi để mình học hỏi thêm được nhiều kiến thức tốt, thay vì dành cho những cái chương trình không có lợi ích gì nhiều. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại ở clip sau nha.